Và đây là món đầu tiên tụi mình kêu ở quán nhậu 76. Đây là món ốc hương. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta rất là dễ lộn giữa con ốc hương và con ốc bông nha các bạn. Người ta sử dụng mình đấy. Cái con ốc hương thì cái hoa văn của nó sẽ to hơn là cái con ốc bông. Ốc bông hoa văn nó chút. Khi mà mình ăn những cái món ốc như thế này thì thực sự là mình chú trọng đến, thứ nhất là cái độ tươi của con ốc nó đừng có bị hôi. Và thứ hai á, là cái nước sốt mà họ xào con ốc. Ở trong cái dĩa này thì họ xào rất là thơm. Họ sử dụng những cái tép tỏi còn nguyên và cái phần xanh của cây sả để xào. Rất là ngon các bạn. Đồ tươi dữ lắm. Và món thứ hai tụi mình gọi đó chính là món ốc len xào dừa. Và thực ra mình thấy mấy con ốc này nó chẳng giống như con ốc len trong miền Nam tí nào các bạn ạ. Mình thấy nó lại giống như cái con ốc hút của ngoài Đà Nẵng hơn. Và cái món này thì họ nêm nếm rất là ngon luôn. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo của nước cốt dừa, cay cay của ớt, vị thơm của cái ngọn của cái cọng sả. Và nó họ có cho sả băm vào đấy nữa. Rất là thơm, rất là ngon, họ nêm rất là đậm đà. Nhưng cái món này bị một cái là hút hoài, hút không có ra cái con ốc. Và cái con ốc nó không có được tươi ở trong cái món này, cho nên mình hơi tiếc. Và đây là món thứ ba đây các bạn ạ. Đây là món ốc giấm hấp gừng. Thực ra mình cũng không biết cái mặt mũi của con ốc giấm này nó ra như thế nào, cái vỏ nó trông như thế nào mình cũng chẳng biết. Nhưng mà cái thịt của nó thì phải công nhận là nó dai và nó ngon theo một cái kiểu mà mình rất là khó tả. Các bạn phải ăn các bạn mới hiểu được. Họ hấp chung với gừng thì cái mùi gừng nó sập vào mũi của chúng ta. Và trong khi chúng ta ăn thì thực ra cái món này mình nó rất là lạc các bạn. Mình chấm với miếng tiêu chanh và mình thậm chí là mình chấm vào cái nước dừa của cái món ốc len xào dừa đó để mình ăn luôn. Nó giòn, nó ngon và nó có cái độ ngọt tự nhiên của con ốc. Cho nên món này ok lắm các bạn. Và cái món này nó xuất phát từ cái sự thèm thuồng được nhai cái miếng mực thiệt là tươi, thiệt là giòn trong miệng của mình. Thế là mình đã gọi một cái món mực nướng sa tế. Bây giờ cái món mực nướng sa tế này thì cái vị nó đã hơi mặn nhưng mà mình không biết. Mình lỡ chấm vào một miếng nước chấm nó cũng mặn. Thế là nó tạo ra một cái hương vị quá là đậm đà, khiến cho mình lúc sau không dám chấm nữa và mình phải ăn với dưa chuột. Thế là món mực nướng sa tế đã kết thúc buổi ăn tối hải sản của chúng mình tại quán nhậu 76 trên đường Xuân Diệu tại đây. Buổi tối ngày hôm sau thì tụi mình được khách sạn giới thiệu đi ra đường Huyền Trân Công Chúa, cũng đâu đâu gần đó đường Xuân Diệu, để ăn ốc. Và đây là những cái món ốc nồi các bạn. Tại sao? Bởi vì những cái con ốc này nó đã được nấu sẵn ở trong những cái nồi lớn. Và nếu như các bạn muốn ăn món nào thì các bạn sẽ nói với người chủ, họ múc ra cho các bạn trên một cái dĩa. Một cái dĩa như vậy có giá là 20.000 đồng. Và khi các bạn nhìn thấy những bức hình này, các bạn tưởng đâu rằng nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà thật ra đây là một sai lầm khá lớn của tụi mình. Khi mà tụi mình kêu một lần 5 dĩa, 6 dĩa, những cái con ốc thì nó không có được tươi, nước sốt thì không hề đậm đà. Phải nói như thế nào nhỉ? Ở đây đúng nghĩa là mình ăn cho biết những cái con ốc lạ khác nhau. Như các bạn thấy, đây là món ốc móng tay xào dừa và nó rất là dở luôn. Họ sử dụng lá dứa thay vì họ phải sử dụng sả. Trời đất ơi, cái con hào này là cái con hào con đó các bạn, nó có chút ép hà. 4 con một dĩa. Và đặc biệt là mình cảm thấy bị lừa khi bạch tuộc nướng có giá 50.000 một dĩa chứ không phải là 20.000 như họ nói là đồng giá. Mình rất là sốc luôn. Anyway, cái món ốc gỏi này, ủa lộn, cái món gỏi ốc chứ, mình cũng không biết nó làm từ cái con gì luôn. Cho nên nếu như bạn có ra Quy Nhơn thì đừng có ra đường Huyền Trân Công Chúa để ăn ốc nha các bạn. Mình rất là đồng ý với vợ mình ở cái chia sẻ này. Vợ mình nói rằng khi người ta ăn hải sản thì thường là người ta sẽ lựa chọn cái việc hấp cái hải sản đó lên để người ta tận hưởng được cái độ ngọt và cái độ tươi của cái con hải sản đó. Còn một khi mà người ta đã cho nêm nếm vào quá nhiều thì nó không còn tươi nữa. Các bạn có đồng ý với câu này không?